bánh mì đang teo tóp này, lực hút rất là mạnh. Mấy cái bánh mì này mình nhìn rất là rõ đó. Đây là cái loại nhựa túi bình thường mình dùng ở Việt Nam thôi. Xin chào các bạn đến với Shop Guto. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng với các bạn review nhanh dòng sản phẩm máy hút chân không của Silvercrest. Thì đây là cái dòng sản phẩm của Silvercrest, là một công ty mà chuyên sản xuất các cái đồ gia dụng nhỏ ở Đức. Và cái máy này thì là nhìn chung thì là trông rất là gọn, tương đối gọn, màu sáng bằng nhựa, cầm chắc tay, mở ra mở vào rất là dễ. Và nó có kích thước khoảng độ 40, chiều này 40cm, chiều rộng khoảng độ 15cm. Dùng điện 220V, công suất là 110W. Đây là các cái thông số của máy đằng sau. Máy có series là SSS110C2, dùng điện 220, 110W. Và bạn thấy cái logo của Silvercrest ở đây, và Germany, hàng của Đức. Thì bây giờ để dùng máy thì mình sẽ cắm điện vào và thử hút chân không một số các cái túi thức ăn để các bạn xem máy hoạt động như nào và xem hiệu quả của máy ra sao. Thì đây mình đã chuẩn bị các cái túi đựng thức ăn. Đây là các cái loại túi mà túi thông thường mình hay dùng ở Việt Nam, túi ni lông mua đồ khô ở ngoài chợ, túi rất là bình thường. Thì trước khi mà hút chân không thì các bạn là để cái cắt cho cái mép nó bằng, cắt bằng như này, và các cái sản phẩm bên trong thì cũng không cho đầy quá thì nó khó ấn vào. Thì sau đấy bạn mở máy lên, mở nắp máy. Lúc chú ý cho ở đây nó có cái rãnh để hút cho cái mép đầu mép túi vào để hút. Lúc cho cái mép túi vào đây thì các bạn chú ý là đẩy cái mép túi nó dịch sang một chút để cho nó tạo cái khoảng hở, đẩy như này. Bình thường thì nó nằm sát như này, nó ép xuống thì nó sẽ khó hút trên không. Mình đẩy sang một chút thì nó hở một tí ở đây. Đó, bạn thấy cái khe hở đầu một chút nữa. Sau đó mình cho vào đây, cho cái mép vào trong đúng cái khu rãnh hút trên không này. Sau đó các bạn hạ xuống và ấn thật chặt hai bên, cái này tương đối chặt nhé, ấn thật mạnh xuống, nghe thì tiếng tạch, cả hai bên cùng tạch, thì lúc đấy là nó đã hút, nó đã ấn chặt xuống. Và bây giờ các bạn có thể khởi động. Đầu tiên là bấm nút xanh bên phải này để nó hút hết cái không khí ở trong này ra, hút chân không cho nó chặt lại. Và sau đấy bấm cái nút bên trái để cho nó dán cái miệng lại. Bây giờ mình sẽ hút thử nhé. Đầu tiên là bấm nút xanh bên phải. Các bạn thấy cái túi nó bắt đầu nó cong lại, chân không nó bắt đầu ra này. Đó. Và sau đấy nó sẽ tự động nhảy sang nút bên trái và nó dán. Sau khi xong thì các bạn là mở nút hai bên thì là bấm hai bên như này. Nó tạch một cái, sau đấy nhấc ra. Đó. Bạn thấy đây, đây là cái chất lượng hút đây. Và đây là cái đường hàn của nó đây, cái mối hàn của nó. Các bạn có nhìn kỹ không? Chỗ này cái màu nó nhìn hơi khó, đây ở cái góc này nhìn nó dễ hơn này. Đây là cái đường hàn. Thì để mà nó hàn một cái đường như này tương đối là chắc chắn rồi, nhưng mà nếu mà bạn muốn chắc chắn hơn ấy thì bạn có thể hàn thêm một đường lần thứ hai nữa. Các bạn cũng cho vào đây, cho nó dịch ra cái khoảng cũ một tí. Đây là cái đường mà nó sẽ hàn này. Cái đường này nó sẽ nóng lên nó hàn. Đấy, mình để dịch ra một tí này. Mình lại ấn xuống, ấn chặt hai bên. Nghe thấy tiếng tách cả hai bên. Sau đấy thì lần này các bạn chỉ việc hàn thôi, nên là không cần hút bên trên không nữa. Ấn nút hàn bên trái thôi. Sau khoảng 4 đến 7 giây thì nó sẽ tắt. Đó, như thế là hàn xong rồi. Lại bấm hai bên và mở ra. Đấy, bây giờ các bạn thấy là thêm có hai cái đường hàn ở đây này. Cái đường dưới thứ nhất này, đường thứ hai này. Này nó sẽ rất là chắc. Cái không khí nó không lọt vào được.
Đấy. Đây là cái loại nhựa túi bình thường mình dùng ở Việt Nam thôi. Giờ mình thử với một cái túi loại khác đựng bánh mì đây. Cái túi này thì cái đầu mình cũng đã cắt bằng rồi. Và cái đầu này thì nó cũng có gập ghềnh như này và cái nó cũng hút được cái chân không ra. Như này thì mình sẽ thử. Cái chiều rộng tối đa của mép túi thì là người ta khuyên là tầm 28 cm trở lại. Nếu mà rộng hơn thì nó sẽ rộng hơn cái khoảng khoảng hút chân không của máy, nó sẽ không hút được. Đây, các bạn để nó vào trong cái khu này, khu hút chân không này. Rồi hạ xuống, ấn thật chặt và hút. Đấy, đang hút đây. Các bạn thấy này, chân không đang hút ra rất là nhanh. Các bạn có thể nhìn thấy là bánh mì đang teo tóp này, lực hút rất là mạnh. Mấy cái bánh mì này mình nhìn rất là rõ. Đó. Đấy. Đấy, máy sẽ tự động sau khi mà hút đạt cái mức công suất thì nó sẽ chuyển sang nút hàn tự động. Và sau khi hàn xong thì nó sẽ tắt cái đèn bật ra nhé. Kiểm tra kết quả. Đây. Cái mối nối hàn này. Ở bên trong là cái chất lượng hút chân không. Cái máy rất thích hợp là dùng để cho bạn bảo quản thực phẩm hoặc là để đóng gói thực phẩm khi mà vận chuyển đi xa hoặc là gửi hàng đi xa hoặc là gửi hàng ra nước ngoài. Thì đây là máy được gửi trong một cái hộp như này và đi kèm với máy thì có một cái cuộn túi đựng ni lông dài 3 mét, dùng được khoảng 50 đến 100 lần, 100 túi, cắt ra thành 50 đến 100 túi nhỏ. Và một cái gioăng dự phòng cho cái vùng này, cái vùng gioăng chỗ hút chân không của máy. Như vậy là Shopputo đã vừa cùng với các bạn review nhanh dòng sản phẩm máy hút chân không của Silvercrest để đặt hàng hay là trở thành đại lý phân phối. Mà các bạn liên hệ với chúng tôi qua Facebook Shopputo hoặc qua website guto.vn hoặc qua số Zalo, Viber, điện thoại, email bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.